Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính cổ kính xưa. Ngày hôm nay em giới thiệu hai cái kính, một cái kính Mavic và một cái kính Lamy bích bọc vàng của Pháp xưa và của Đức xưa. Trước tiên thì em sẽ lên mã số 01 trước để tránh mất thời gian, em sẽ đi rất nhanh bởi vì là cái dòng này em giới thiệu tại nhà và ngoài được trường trinh, em bán là giới thiệu hơn 20 năm rồi, thế nên là em phải đi rất là nhanh nhé. Đây là Mavic đoàn gánh ốc sao tinh tế. Những cái dòng này vừa rồi em lại riêng dòng này vừa rồi em về khoảng gần chục cây, và mỗi cây mỗi giá khác nhau, chênh nhau từ vài trăm vài triệu là cái chuyện hết sức bình thường, như cái đường hồ sữa hàng ngày các bác ăn uống. Cái này size 135, cái này kính này là sản xuất giai đoạn thập kỷ 1950-1960, bọc vàng của Đức Quốc xã, hàng chuẩn cao nhất bọc vàng đấy, hàng chuẩn cao nhất thì bao giờ nó sẽ bền màu hơn. Cái hàng sản xuất là thứ hai thứ ba như Nhật Bản, số châu Á là hay là sản xuất thứ hai thứ ba, và ngày nay rất nhiều đối tượng giả danh trang cái cổ xưa bán, thì các bác hết sức lưu ý, bởi vì những đối tượng bán đã giả danh thì đối tượng nó có âm mưu mưu mô từ trước rồi, cho nên phải hết sức cẩn trọng không là rơi vào bẫy. Mỗi phiên kính đều ngoái cổ lắc cổ, ngoái đầu lắc đầu để luôn minh chứng rằng đeo kính đỗ chân mặt không bao giờ nghiêng xuống lệch rơi như lầm tưởng của một số bác. Kính hàng thật thì bọc vàng sáng gương, nên hàng giả nhái nó trẻ để qua đêm 3-4 ngày, và những đối tượng hàng giả nhái thì bao giờ nó sẽ giấu địa chỉ, không công khai địa chỉ. Ở cầu giữa nó có chữ Optima và 16 micron, càng phải 135, càng trái là Maric 135 đấy, càng trái Maric 135, đây là đây Optima này, rất rõ ràng nhá, càng phải 135. Tất cả thông tin chi tiết về kính em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng luôn, và cũng mua bán đảm bảo quyền lợi pháp lý pháp nhân cho tất cả các bác luôn. Mua bán nó phải thế chứ, phải rõ ràng nhá. Bọc vàng nhá, con này ốc sao cũng khá hiếm, lâu lắm này mới về một cây này. Đấy, đây là mã số 01 đấy, và em cũng thông báo được tháng 4 rồi, để trên các bác ủng hộ em hơn 20 năm qua bán tại nhà Trần Trường Chinh, thì bên em luôn luôn đưa ra cái chính sách giá tốt, giá từng hợp lý hợp lý, với phương châm giao lưu là vui là chính, mua bán đôi khi chỉ yếu. Cho nên những cái kính này trước đây em bán toàn trên 6 đồng, bây giờ em chỉ bán dưới 6 đồng, giá cái là 5.700.000 nhé, hay gọi 5.700k, bởi vì em nhập lô kính cổ đồ cổ hơn 1.000 món đồ, nên là giá tốt giá hợp lý, bán nó giá tốt giá hợp lý đấy. Đó là mã số 01 nhá, Mavic đòn gánh ốc sao 5.700.000, mã số 01. Tiếp theo thì là mã số 02. Mã số 02 đây là cây Lamy bích của Pháp xưa thập kỷ 1950-1960. Cái mắt màu nâu trà nhạt. Đó. Con này là chuôi còn có mã số này, cũng lâu mới về một cây có chuôi mã số, nó cũng khá hiếm. Là dòng chuôi mã số là hai thần cấp cho tướng tá trong lĩnh vực của quân đội viễn chinh Pháp ngày xưa. Cái này size 140, tuy nhiên nó size by size đo tương đương với size 145, hàng chuẩn nâu của Pháp xưa. Con này cũng là ốc sao tinh tế. Con này còn rất là sáng sủa, bọc vàng sáng gương. Bác nào mà chán cao, vuông rộng, sân đình, mặt vuông, chữ điền, đeo cái rất nổi, rất đẹp. Vì cái này size 140 size by to tương đương size 145, size to và bản nó cũng khá to, ốc sao rất là đẹp, nổi. Đấy, rất là đẹp và rất là rõ ràng nhá. Nguyên zin. Cầu giữa nó có cái chữ Big Lamy và cái chuyện vuông, càng bên phải là có chuyện vuông trong cái chữ. Thế thôi, đơn giản thôi, nó chỉ có cầu giữa với cả ở bên càng bên phải. Đấy, đó là cái thông tin thông số kỹ thuật về cái kính. Đây, còn cái chuôi của nó đây. Chuôi nó có mã số đây. 30238. Đấy. Đặc biệt lắm, đây là phiên bản limited edition thì mới nó mới có cái đặc biệt thế này. Đó là mã số 02 nhân Lamy bích của Pháp xưa thập kỷ 1950-1960, hàng chuẩn cao nhất. Bọc vàng rất mới rất đẹp. Vâng. Trước đây em bán là toàn 7880 rồi, bây giờ em chỉ còn bán 7.500.000 nhá, hay gọi là 7.500k. Đây là cái giá là gọi giá giao lưu vui chính, mua bán đôi khi chỉ thiếu yếu thôi. Bởi vì để chiên các bác của em hơn 2 năm bán tại nhà trường tranh rồi. Hàng thật thì bọc vàng sáng gương, hàng giả hàng nhái thì như nước chảy để qua đêm 3-4 ngày. Và những đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì nó sẽ không bao giờ công khai chỉ đâu, số địa chỉ. Đăng rất nhiều số điện thoại, số sim, số đẹp, số tam quý tư quý. Đặc biệt hơn là mới làm 1 năm, 2 năm đã 10.000, 20.000 người đăng ký kênh. Tuy nhiên không có địa chỉ. Và đó là sử dụng phương thức là câu like, câu view. Đó, rồi là nó có những cái chiêu thức gọi là đẩy vai, đẩy like, đẩy view, rồi đăng ký kênh theo dõi cách chóng mặt, đó thời lượng video quảng cáo đấy. Còn kênh của em, bên kênh của em YouTube em triển khai 7 năm,
mà chỉ có gần 3.000 đăng ký kênh, vì làm cách chiết xuất tự nhiên là một cách chân tình, chân thật, chân thành và rõ ràng, xác nhất. Hình thức của bán bác là chuyển khoản thì bao ship, bao ship quốc thì luôn là cọc 100k, ship quốc cũng là giao hàng và thu tiền. Thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không ngày nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng liên suất quá thì em bị thẩm định định giá đầu cổ xưa. Vì nhiều bác hay liên suất quá thì em đi những công việc riêng, công việc khác nữa thì mà không có nhà thì cứ đến điện thoại trước là ok thôi. Vâng, địa chỉ số điện thoại lâu năm rồi thì rất là yên tâm luôn rồi. Thương hiệu uy tín lâu năm, cực kỳ đảm bảo luôn. Vâng, vừa rồi là góc độ chia sẻ nhá, không quan điểm quan điểm mẹ đấy là quan điểm của em, không lấy được đời đấy. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm và chọn người con trai là ok nhất đấy, đó là kinh nghiệm đấy. Một lần nữa rất cảm ơn các bác dành thời gian xem video của em. Bác nào mà chưa kênh của em có thể nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi nhắn rất nhanh, vì ngày nào hàng ngày video. Và xin chào tạm biệt các bác.